này biết là anh gọi em đấy, mình luôn đi làm ra Đồng Nai. Ừ thì anh gọi mình, anh chỉ hợp mỗi một giải thích hộ là 2 ngựa 3 ngựa. Ông nói vào gọi thì không có tiếng. Nó hỏi thì anh phải trả lời chứ. Hỏi đéo hỏi lắm. Hỏi tư vấn các thứ thì mỗi 2 ngựa 3 ngựa tại sao hay vậy? Nó 2420. Anh chuyển nó sang 2421. Dạ. Thế thì anh là xin chuyển 2827. Chắc đéo được lấy. Hả? Đéo được lấy mà. Là anh bảo bọn Sài Gòn nó gọi đi. Cái đại lý ở Đồng Nai rồi. Không được. Các bạn có đại lý đi mua. Mình em bản giá tông, em bản là ông đi, em không bản giá. Sao bản giá đang bản giá mà? Tư vấn tối bản. Bản giá gì? Đang bản giá. Bản giá cái gì? Chương trình đâu? Chương trình đâu? Chương đâu á? Ờ. Đang bản giá. Bản giá gì? Chương trình đâu? Chương trình nào? Biết cái gì chương trình đâu? Ừ, biết cái gì rồi đây bản giá. Bản giá 5 lít một con. Nhiệm con á? Khi nào ấy? Chỉ online thôi. Cả đây thông báo cái gì? Chỉ online mới được giảm tiền. Nhá. Thế anh không thông báo thì em biết mà mình tin à? Cần gì phải thông báo? Cái gì chương trình gì đội đấy biết thôi chứ. Hôm mày xem ké vào làm gì? Anh quyết anh ấy cho chương trình như thế mà. Bình thường là tặng con máy rung, đai rung, hiểu chưa? Nhưng mà nếu không đai rung thì có thể linh động giảm được 5 mét. Thì anh cũng biết là thế, nhưng để mày nói anh đang bận cái này rồi anh chém được hết. Hay. Thế mà em cứ tưởng là nó gọi đấy, anh gọi em buôn thêm tí nữa. Như vào, Cường bắn cho bọn Sài Gòn. Đi. Bắn cho nó. Bắn hàng hay bắn kệ. Đang bận. Tiếp mà vẫn phải dọn. Anh ở đây anh dọn. Anh điên mà anh dọn. Việc của anh là việc dọn. Anh là việc quay phim, nhiệm vụ phân trên mail ấy. Ai làm gì thì trên mail rõ ràng hết đấy. Không có nghỉ sao không có? Mày từ sáng. Tám rưỡi anh đã phải đến đây. Có 3 giờ ngủ.
anh tối phải đến đâu.
chuẩn bị đi, chuẩn bị đi, chuẩn bị quả rồi, chuẩn bị đi.